Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Công nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phóng sự cần nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ngành vật liệu xây dựng là nội dung chính trong phần tiêu điểm của chương trình. Như thường lệ trước tiên, mời quý vị đến với những tin tức đáng chú ý trong phần chuyển động. 6 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức và đạt được những kết quả tích cực. Lĩnh vực kinh tế tiếp tục hướng phục hồi và tăng trưởng sau khó khăn của năm 2023. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm ước đạt 424,4 nghìn tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ lực như máy tính bảng, điện thoại thông minh, sản phẩm may, sắt thép vonfram tăng cao, đóng góp tích cực cho lĩnh vực xuất khẩu của tỉnh. Với đà phục hồi như hiện nay, Thái Nguyên kỳ vọng sẽ hoàn thành chỉ tiêu sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 8,5% trong năm 2024. Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm đạt 15,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước và bằng 52,5% kế hoạch. Trong đó, giá trị xuất khẩu do địa phương quản lý đạt 340 triệu đô la Mỹ, giảm 0,6% so với cùng kỳ và bằng 42,5% kế hoạch. Xuất khẩu do địa phương quản lý chỉ chiếm 2,2% tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn, cho thấy xuất khẩu khu vực này vẫn chưa phát huy hết tiềm năng. Nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của khu vực này là sản phẩm may, kim loại màu và tinh quặng, sản phẩm từ sắt thép, chè các loại. Thời gian tới muốn tạo sự bền vững cho lĩnh vực xuất khẩu của tỉnh, Thái Nguyên cần tiếp tục nâng cao giá trị xuất khẩu của khu vực địa phương quản lý để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 9% trong năm 2024. Thông tin từ ngành thống kê tỉnh, 6 tháng đầu năm nay, sản lượng toàn ngành may mặc của tỉnh tăng 21% so với cùng kỳ, tương ứng với giá trị xuất khẩu đạt gần 260 triệu đô la Mỹ, Tăng trưởng dương so với cùng kỳ. Mặc dù thị trường xuất khẩu còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp quy mô lớn đang có nhiều lợi thế hơn khi sớm chuyển hướng sản xuất theo mô hình nhà máy xanh để thích ứng với những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường. Nhờ vậy mà nhiều doanh nghiệp đã có đủ đơn hàng sản xuất đến cuối năm nay và bắt đầu xúc tiến ký kết những đơn hàng cho năm tiếp theo. Mặt khác, tín hiệu thị trường cũng cho thấy lượng đơn hàng cũng đã tăng dần từ cuối quý 2 trở lại đây do các thị trường truyền thống đã có sự phục hồi trở lại. Đây là những tín hiệu tích cực thúc đẩy tăng trưởng ngành may mặc trong nửa cuối năm 2024. Từ đầu năm nay, toàn tỉnh có 9 dự án được cấp phép đầu tư mới vào các khu công nghiệp, trong đó có 7 dự án vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 470,6 triệu đô la Mỹ và 2 dự án vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 4.000 tỷ đồng. Cũng trong 6 tháng đã có 30 lượt điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, trong đó có 6 lượt điều chỉnh tăng giảm vốn đầu tư. Tính đến thời điểm hiện tại, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có 308 dự án còn hiệu lực, trong đó có 171 dự án vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký trên 11,3 tỷ đô la Mỹ và 137 dự án vốn trong nước với tổng vốn đăng ký trên 21,3 nghìn tỷ đồng. Dự kiến đến hết ngày 30 tháng 6 sẽ có thêm 4 dự án được cấp phép đầu tư mới, trong đó có 3 dự án vốn đầu tư nước ngoài và 1 dự án vốn đầu tư trong nước. Như vậy, tính đến hết tháng 6, dự kiến sẽ có 312 dự án còn hiệu lực tại các khu công nghiệp Thời gian gần đây, những khó khăn trong vấn đề tiêu thụ các sản phẩm vật liệu xây dựng vẫn chưa hạ nhiệt, mặc dù đã có những điểm sáng phục hồi tích cực. Tuy nhiên, vẫn có những sản phẩm vật liệu xây dựng đang khá chật vật do sự trầm lắng của thị trường. Thực tế, những tác động đa chiều từ kinh tế trong nước và khu vực đang tạo sức ép không nhỏ đến nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Điều này đã khiến nhiều doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng này trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên phải đối mặt với không ít khó khăn bởi thời gian thực hiện mục tiêu kế hoạch năm đã đi qua một nửa chặng đường. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Năm 2024, toàn ngành xi măng của tỉnh đề ra kế hoạch sản xuất và tiêu thụ đạt 2,95 triệu tấn sản phẩm. Mục tiêu này thấp hơn 3,5 nghìn tấn sản phẩm so với năm trước. Tuy vậy, 6 tháng năm nay, sản lượng tiêu thụ toàn ngành mới chỉ đạt 37% kế hoạch năm, tương ứng với 1,1 triệu tấn sản phẩm. Với tình hình biến động chung của nền kinh tế thế giới cũng như trong nước, 6 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp sản xuất xi măng này cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm. Cụ thể, 6 tháng đầu năm, sản lượng tiêu thụ chỉ đạt khoảng 275.000 tấn sản phẩm, trong khi kế hoạch cả năm của doanh nghiệp là 670.000 tấn sản phẩm các loại. So với cùng kỳ năm ngoái thì cái sản lượng tiêu thụ của công ty là bị ảnh hưởng giảm sút khoảng trên 20.000 tấn. Nguyên nhân chính thì vẫn là xi măng nội địa là, là, là quá lớn À, bây giờ sản lượng của cả nước nó rơi khoảng tầm 120 triệu đến 130 triệu tấn. Nhưng thực tế nhu cầu chỉ được khoảng tầm 5 60 triệu thôi. Thực tế, nhu cầu một số sản phẩm vật liệu xây dựng như xi măng, gạch xây dựng bằng gốm xứ các loại có xu hướng suy giảm. Nhiều công trình dự án hạ tầng, nhà ở chậm triển khai, phải giãn, hoãn tiến độ. Điều này đã tác động trực tiếp đến thị trường vật liệu xây dựng, khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp không đạt kế hoạch đề ra tiêu thụ gần như là tất cả các nhà máy, các cái đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng là cũng đều chưa đạt được cái kế hoạch đã đề ra. nên là trước tình hình đó thì nhà máy xi măng nước Xá chúng tôi đã đề ra các giải pháp là tiêu thụ xi măng trong nội bộ là sản xuất các cái vật liệu là sau xi măng như là fibro xi măng sản xuất tấm lợp fibro xi măng và sản xuất gạch không nung là chúng tôi đã có hai cái dây chuyền về sản xuất các cái sản phẩm này là tiêu thụ và làm sao với mục tiêu là đảm bảo cái công an việc làm và cái thu nhập cho người lao động. Lạc quan hơn đôi chút do có thêm thị trường xuất khẩu, 6 tháng đầu năm nay, ngành thép của tỉnh sản xuất và tiêu thụ đạt 613.000 tấn sản phẩm các loại, tăng trên 28% so với cùng kỳ. Mặc dù mới chỉ đạt gần 41% kế hoạch năm, song chỉ số tăng trưởng cho thấy các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này của tỉnh đang có sự phục hồi tích cực. Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp này luôn đảm bảo sản xuất 100% công suất theo kế hoạch đề ra. Kết thúc 6 tháng đầu năm, sản lượng sản xuất và tiêu thụ của doanh nghiệp đạt trên 70.000 tấn sản phẩm các loại, tương ứng tăng trưởng gần 10%. Cùng với xu hướng ấm dần từ thị trường bất động sản, doanh nghiệp cũng rất kỳ vọng sức tiêu thụ sẽ tập trung vào nửa cuối năm khi nhiều dự án đang được tăng tốc. Hiện nay thì chính phủ cũng có rất nhiều các giải pháp giải ngân đẩy nhanh các dự án đầu tư công. Tuy nhiên thì cái việc đầu tư công này mới chỉ đi vào đền bù giải phóng mặt bằng và một số dự án thì bắt đầu là triển khai cũng rất mong rằng là chính phủ có những cũng như là tỉnh có những cái biện pháp quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh hơn nữa để các dự án và công trình này sử dụng vào đến các vật liệu cơ bản như là xi măng, sắt thép. Những nút thắt từ thị trường ngành thép dần được nới lỏng đã tạo thêm nhiều khoảng sáng đối với lĩnh vực luyện kim. Nếu như quý 1 sản lượng của doanh nghiệp này chỉ duy trì ở mức 1.000 tấn sản phẩm một tháng, thì sang quý 2 sản lượng đã tăng gấp hơn 2 lần so với quý trước. Đây là cơ sở để doanh nghiệp nỗ lực hướng tới mục tiêu sản xuất trên 25.000 tấn sản phẩm các loại trong năm nay. Từ việc là sản xuất 3 lò là một lò là chạy 19 tiếng, còn À, hai lò kia là chạy 8 tiếng về ca đêm thì công ty cũng có thể đẩy lên là chạy à, 19 tiếng của cả ba lò. Có nghĩa là dừng cái hai cái múi giờ mà tính cái giờ điện cao điểm. Song song với cái đẩy công suất lò lên ấy, thì à, lãnh đạo công ty cũng như là những người mà cán bộ à, an toàn cũng ra sức là, là 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 tăng cường trong cái công tác hoạt động của mình để đảm bảo cho à, người lao động tiếp tục làm việc. Bức tranh ngành vật liệu xây dựng 6 tháng đầu năm của tỉnh cho thấy những mảng màu sáng tối đan xen. Khó khăn vẫn đang hiện hữu trong khi tín hiệu về xu hướng phục hồi còn chưa rõ ràng là vấn đề mà ngành vật liệu xây dựng cũng như các doanh nghiệp đang phải đối mặt. Các chỉ số thống kê cho thấy hầu hết các lĩnh vực vật liệu xây dựng đều xây dựng kế hoạch giảm sản lượng so với năm trước. Tuy nhiên kết quả trong 6 tháng qua vẫn đạt dưới mức 50% kế hoạch cả năm. Bởi vậy, để giải bài toán hoàn thành kế hoạch khi thời gian thực hiện chỉ còn một nửa chặng đường của ngành vật liệu xây dựng, thực sự là bài toán khó, cần sự nỗ lực hơn nữa từ phía các doanh nghiệp cũng như sự chung tay đồng hành của chính phủ, các bộ ngành và chính quyền các cấp trong việc linh hoạt triển khai các chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành. Quý vị khán giả vừa theo dõi chuyên mục công nghiệp của Đài Phát thanh truyền hình Thái Nguyên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.